chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo sói tinh. Muốn chế tạo sói tinh, chúng ta sẽ phải chế tạo mảnh sừng và sừng gãy. Bây giờ chúng ta sẽ phải chế tạo mảnh sừng. Muốn chế tạo mảnh sừng, chúng ta sẽ dùng đến mảnh vỡ này và bảo hộ nữ thần. Mỗi cái 20 cái ghép vào nhau. Giờ chúng ta sẽ chế tạo mảnh sừng. 20 bảo hộ và 20 mảnh vỡ, một viên trao. Chúng ta sẽ cần 50 cái mảnh sừng này, 5 cái mảnh sừng, mình xin lỗi. 5 cái mảnh sừng này để chế tạo sừng gãy. Tỷ lệ thành công 70%. Rồi, may quá, không gì. Cái này nó hơi tốn tí. 3 cái thành công. Kết hợp thành công. Rất là may là kết hợp 6 lần mình chỉ xịt có 1 lần. Xong rồi là chúng ta sẽ chuyển sang chế tạo sừng gãy. Chúng ta sẽ cần 10 lanh sói, 5 cái mảnh sừng và 1 viên trao. Tỷ lệ thành công của nó là 50%. Ôi, kết hợp thành công. Bây giờ mình sẽ dùng chiến thuật đổi nhân vật để chế tạo con sói tinh này, vì tỷ lệ của nó rất là thấp. Mình vừa đổi nhân vật xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo. Nguyên liệu sừng gãy, 3 viên ngọc sinh mệnh và 1 viên trao. Chế tạo sói tinh đỏ. Tỷ lệ 30%. Kết hợp. Úi dồi, thành công rồi. Tại sao lại là sói tinh phòng thủ nhỉ? Tạo sói tinh thường nó nhẽ là phải ra sói tinh đỏ chứ. Có gì đó sai sai ở đây. Con sói này là con sói màu xanh mà. Mình sẽ cho các bạn xem Linda Viat 4 đang đeo gấu, tháo con gấu kia xuống rồi là mang con này lên này. Đó, sói đây rồi. Màu xanh. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo một vài con sói tinh khác. Đầu tiên sẽ là sói tinh tấn công. Chúng ta sẽ thêm 5 lai, 1 sừng gãy, 1 ngọc nguyên, 1 vũ khí tấn công cộng 4 trở lên cộng 1 orb. Ở đây là mình không có nguyên liệu. Kiếm nguyên liệu rất là lâu. Kiếm cái sừng gãy kìa. Đây là con sói tinh màu đen. Tỷ lệ thành công của nó vẫn là 30%. Mình chỉ hướng dẫn qua vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang luyện sói tinh phòng thủ. Nó chỉ thay vũ khí bằng một cái khiên thủ. Dòng thì nó vẫn như thế, cộng 4 và 1 dòng, 1 off. Con sói tinh này màu xanh, tỷ lệ thành công của nó vẫn là 30%. Còn muốn chế tạo sói tinh hoàng kim, sói tinh vàng thì các bạn sẽ dùng 3 con kia kết hợp lại. Sói tinh đỏ, sói tinh xanh và sói đen kết hợp, tỷ lệ thành công của nó là 70%. Nó sẽ ra sói tinh vàng. Khi nó bị mất máu thì các bạn sẽ hồi sinh bằng cách là đập ngọc tím, ngọc ước nguyện vào. Thì vậy thôi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo Win 3 cánh cấp 3. Muốn chế tạo Win 3 thì các bạn phải có ngọc ước nguyện, ngọc ước nguyện 11 viên, ngọc tâm linh 11 viên, ngọc sáng tạo, linh hồn condo, lông vũ condo. Linh hồn condo thì các bạn không phải chế tạo vì nó đánh quái nó rớt ra rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ cần chế tạo lông vũ condo thôi. Muốn chế tạo lông vũ condo, chúng ta sẽ cần ngọc tâm linh 11 viên, ngọc hôn nguyên, ngọc sáng tạo, cánh cấp 2 bất kỳ cộng 9,
cộng 1 orb. Item phun thần cộng 7 trở lên cộng 1 orb. Item phun thần nó sẽ có dạng như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo. Tỷ lệ thành công của nó có 40% thôi. Rất là run tay. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo. Rồi, thành công luôn. Quá là tuyệt vời. Có lông vũ condo rồi thì chúng ta sẽ chế tạo được cánh cấp 3. Cánh cấp 3 này nó sẽ ra ngẫu nhiên của tất cả các class. Tỷ lệ thành công là 30%. Ngay bây giờ mình sẽ kết hợp cho các bạn xem. Các bạn vui lòng chờ trong giây lát nhé. Rồi, kết hợp thành công rồi. Như vậy là đã xong cái web 3 sâu, web 3 của Phù Thủy. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và cập nhật những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.